Rồi, để hỏi ha, hãy lựa chọn hóa chất thích hợp, hợp lý để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng. Giải thích. Ok ha, thì cái này tôi chích trong tài liệu nè các bạn, axit acidic có trong giấm ăn, đúng không ạ? Dùng dùng giấm sẽ làm tan sạch cái lớp cặn gắn cắn là xe CO3, không chưa? Dưới đáy dụng cụ, ngoài như là ấm, ngủ phết gì đó khi chúng ta đun nấu á, thì các con có cái phương trình là gì? Đây, chúng ta sẽ có phương trình như thế này, CH3COOH đúng không? Cộng cho CaCO3 mũi tên, ra CH3COO tất cả hai lần Ca cộng với CO2 cộng H2O. Rồi các bạn tiến hành cân bằng thôi. Đây có số 2, phương trình này trong tài liệu tôi gửi cái nhóm học là có nè các bạn. À, từ này là chất này là gắn này. Gắn cắn đúng không? Thì lúc này sau này nó sẽ biến thành dung dịch tan thì các bạn đổ với nước luôn. Nó giấm bỏ vô trong cái ấm phích của nó, ấm bình siêu tốc á. Thì nó sẽ lớp cặn ở dưới. Rồi các bạn có gì không rõ thì chúng ta bình luận ha.